Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thưa quý vị khán giả, VTV đã bình luận một số video khi đề cập đến Trung Quốc cũng như mối quan hệ Việt-Trung. Trong đó có đề cập nét mới về các phát ngôn ngoại giao của Trung Quốc, đó là sự mềm mỏng, luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, luôn tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm xây dựng hình ảnh một đất nước Trung Quốc thân thiện. Nói nôm na là một hình ảnh đẹp đối với thế giới và có thể nói là hạn chế tối đa những phát ngôn cứng rắn. Và tất nhiên thì chúng ta hiểu đó là những từ ngữ ngoại giao. Nhưng VTV thật sự bất ngờ, thậm chí rất bất ngờ với những chia sẻ của ông Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam hiện đang diễn ra vào ngày hôm nay, đó là ngày 12 và ngày 13 tháng 12 năm 2023. Câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình khiến cho VTV có rất nhiều cảm xúc đan xen trong không khí của chuyến thăm quan trọng này. VTV chỉ muốn nghĩ đến những điều tích cực và thật sự là hy vọng những lời nói của ông Tập Cận Bình là xuất phát từ đáy lòng của ông. Và trong nội dung video này, VTV cùng quý vị đến với chi tiết những phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như dư luận Trung Quốc nhận định về mối quan hệ Việt-Trung cũng như những kỳ vọng trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước khi vào nội dung, quý vị hãy dành một chút thời gian đăng ký và nhớ ấn chuông thông báo để nhận được các video bình luận mới nhất của VTV. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, mọi hoạt động của nguyên thủ quốc gia luôn được giới truyền thông đặc biệt chú ý và theo dõi. Vậy truyền thông của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá ra sao về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình? Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã nói như sau. Chuyến đi diễn ra sau các chuyến thăm cấp cao thường xuyên của hai nước trong năm nay giúp tăng cường hợp tác song phương và mang lại lợi ích rõ ràng cho nhân dân hai nước. Việc tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên và có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình của chúng ta, tức là Trung Quốc, sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vẫn theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên sẽ xác định vị thế mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và tập trung vào các lĩnh vực then chốt, bao gồm chính trị, an ninh, hợp tác thực chất, các vấn đề về địa phương và trên biển, nhằm làm sâu sắc và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đã đăng nhiều bài nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giáo sư Jai Kun, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Khu vực thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng, chuyến thăm sẽ thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa Bắc Kinh và Hà Nội, mở đường cho sự tin cậy chính trị lẫn nhau và hợp tác mạnh mẽ hơn. Hợp tác kinh tế và thương mại có thể là ưu tiên của chuyến thăm vì vẫn còn tiềm năng lớn trong phát triển và đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong việc liên kết sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế Nam Kinh thì cho rằng việc nâng cao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, sẽ giúp cả hai bên tìm ra con đường hiện đại hóa cho mình và mang lại nhiều lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước. Cũng theo báo Trung Quốc thì nhiều tập đoàn Trung Quốc đã tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Các báo này cũng công bố kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc năm 2022 là 175,56 tỷ đô la. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ đô la, nhập khẩu đạt 117,86 tỷ đô la. Trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đạt 138,91 tỷ đô la, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, trong 10 tháng đầu năm nay, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 2,5 tỷ đô la với 555 dự án, đưa Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ tư ở tại Việt Nam. Về du lịch thì trong 10 tháng đầu năm nay đã có 1,3 triệu người Trung Quốc đến Việt Nam. Và còn khá nhiều phân tích đánh giá của dư luận Trung Quốc đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Ngoài vấn đề Biển Đông thì có lẽ đây là giai đoạn tốt nhất, hiệu quả nhất trong hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là điều mà không ai có thể bác bỏ. Thưa quý vị, đó là dư luận Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan điểm
cũng như sự nhìn nhận mối quan hệ Việt-Trung hiện nay. Nhưng những phát biểu của người đứng đầu Trung Quốc khiến cho chúng ta quan tâm nhiều hơn, bởi ông là người quyền lực nhất Trung Quốc hiện nay. Và như ở đầu video, VietTV đã nêu những chia sẻ suy nghĩ của ông Tập Cận Bình đã gây ấn tượng đến mức người nghe cảm thấy rất bất ngờ. Cụ thể ông chia sẻ khi đến Việt Nam như sau. Bảo Ngọc xin trích dẫn nguyên văn. Tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đến thăm họ hàng láng giềng. Trung Quốc và Việt Nam, núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, chia sẻ tương lai chung. Năm nay kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Chúng ta kiên trì, tin cậy lẫn nhau. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau như họ hàng thân thiết. Năm nay tôi và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi mật thiết cùng định hướng tổng thể cho phát triển quan hệ Việt-Trung thời đại mới từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung xác lập định vị mới, bước vào giai đoạn mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến các cuộc hội kiến với Chủ tịch Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Đảng Trương Thị Mai tại Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình tiếp tục nói, Trung Việt kiên trì hài hòa lợi ích. Trung Quốc lâu nay là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối các nước ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu. Vẫn là lời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam như rau quả rất được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích. Nguyên liệu và thiết bị máy móc do Trung Quốc sản xuất đóng góp nhiều cho sự phát triển ngành chế tạo Việt Nam. Đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng là đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam, đã vận chuyển gần 20 triệu lượt khách. Chuyến tàu liên vận quốc tế Trung Quốc-Việt Nam vận hành thuận lợi, cửa khẩu thông minh được khởi động xây dựng, kết nối các cặp cửa khẩu biên giới trên bộ được đẩy nhanh. Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc kiên trì hữu nghị, thân thiết. Các tác phẩm kinh điển truyền thống Trung Quốc được nhiều người dân Việt Nam biết đến. Các tác phẩm truyền hình đương đại Trung Quốc cũng rất được người dân Việt Nam yêu thích. Nhiều ca khúc nhạc trẻ Việt Nam đang rất thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc. Ca sĩ Việt Nam nhận được số lượng lớn người hâm mộ Trung Quốc khi tham gia chương trình truyền hình giải trí của Trung Quốc. Giao lưu nhân dân ngày càng mật thiết, giống như các dòng suối nhỏ vươn dài chảy mãi, hội tụ thành dòng sông giao lưu hữu nghị rộng lớn giữa hai nước. Và khía cạnh cuối cùng Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến khá quan trọng, cụ thể như sau. Việt Nam-Trung Quốc kiên trì đối xử chân thành, hai nước đều dương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh kiên trì đối thoại hiệp thương, hòa bình hợp tác, kiên định giữ gìn chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, với cơ sở là tôn chỉ và nguyên tắc hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Hai bên ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm trọng đại của nhau. Phối hợp mật thiết trong các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực, Việt Nam tích cực tham gia nhóm bạn bè sáng kiến phát triển toàn cầu, ủng hộ sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu, ủng hộ Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Và cũng trong những chia sẻ này, Chủ tịch Trung Quốc đã chỉ ra năm nay là 10 năm kể từ khi ông, tức là ông Tập Cận Bình, đề xuất khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, sáng kiến cùng nhau xây dựng vành đai con đường và chính sách ngoại giao láng giềng Thân Thành Huệ Dung. Quý vị hiểu về bốn chữ Thân Thành Huệ Dung như thế nào? Xin hãy để lại ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau hiểu sâu hơn về thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình qua bốn câu này. Và cuối cùng thì Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với các nước láng giềng để mỗi bên đều có cuộc sống tươi đẹp. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nước này luôn đặt mối quan hệ với Việt Nam lên vị trí ưu tiên trong quan hệ với các nước láng giềng, không ngừng thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ, cộng đồng tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Và ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, sẽ thu hút càng nhiều quốc gia tham gia vào sự nghiệp vĩ đại xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai châu Á và cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại.
mang đến năng lượng tích cực cho sự phát triển lâu dài và tình láng giềng hữu nghị của khu vực châu Á, đóng góp lớn hơn nữa cho sự nghiệp hòa bình và phát triển của thế giới. Thưa quý vị, trên đây là những nội dung cơ bản và những chia sẻ của Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam của ông hiện đang diễn ra. Và có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn để bình luận về vấn đề này. Riêng Việt TV đánh giá đây là những chia sẻ mang tính ngoại giao tuyệt vời của ông Tập Cận Bình khi ông ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Quý vị đón nhận bài phát biểu này như thế nào? Việt TV rất mong quý vị để lại những bình luận trong video này, và riêng Việt TV thì luôn hy vọng những chia sẻ của ông Tập Cận Bình và mong muốn những chia sẻ này của Trung Quốc là mong muốn thật sự của Trung Quốc. Chỉ còn một vấn đề duy nhất Việt TV rất băn khoăn, đó là vấn đề Biển Đông không hề được nhắc đến. Và hình như ông Tập Cận Bình đã cố quên đi vấn đề đó. Vấn đề mà người Việt Nam chúng ta ai cũng quan tâm, thậm chí là rất quan tâm. Nhưng chúng ta hy vọng trong lần gặp gỡ này của ông Tập Cận Bình với những nhà lãnh đạo Việt Nam, nếu như ông Tập Cận Bình không nhắc tới thì những nhà lãnh đạo Việt Nam chúng ta cũng sẽ nhắc tới. Đó là một điều chắc chắn, Bảo Ngọc tin tưởng điều đó. Rất mong nhận được những lời bình luận của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.